Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàng Việt chinh phục người Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin xung quanh Ngày hội Nông sản Quảng Trị. Tiếp đó là những lời thề kèm trên từ sản phẩm cà cao đeo mang thương hiệu An Xuân. Sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo mối liên kết, chia sẻ những thông tin về sản phẩm với người tiêu dùng, cũng như kết nối sản phẩm nông sản Quảng Trị, mới đây cửa hàng À ơi Food đã tổ chức Ngày hội Nông sản Quảng Trị. Một vài hình ảnh ghi nhận tại chương trình này, mời quý vị và các bạn theo dõi. Có hơn 100 sản phẩm của các cơ sở sản xuất đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh đã tham gia Ngày hội Nông sản Quảng Trị. Đây là dịp để các sản phẩm giới thiệu đến khách hàng những đặc trưng riêng của từng sản phẩm được sản xuất ngay chính tại địa phương. Một trong những nét nổi bật đó chính là các sản phẩm nông sản Quảng Trị đều được xây dựng nhãn mác, bao bì đẹp, bắt mắt và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhiều lần họ Mỹ cũng tham gia các hội chợ, nhưng đây là thực chất là để cái cửa hàng À ơi Food muốn giới thiệu tự chính những người cung cấp sản phẩm ra, thì họ Mỹ cũng là một trong những nhà cung cấp, thì muốn rằng những người tiêu dùng hôm nay để cho khách hàng có thể gặp trực tiếp người cung cấp, để khách hàng tin tưởng những sản phẩm mà những nhà cung cấp như chúng tôi là đưa đến với khách hàng, đó là những sản phẩm hết sức là sạch và ngon và đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân tự tổ chức một chương trình để các sản phẩm Quảng Trị được có điều kiện kết nối. Và cùng tại ngày hội này, các đơn vị có thể chia sẻ kinh nghiệm để quảng bá sản phẩm của địa phương. Trên thực tế, các cơ sở sản xuất thường chủ trọng việc nâng cao chất lượng mà gặp khó khăn trong việc liên kết quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Do đó, mục tiêu để tổ chức Ngày hội Nông sản Quảng Trị để cùng nhau tạo thành chuỗi cửa hàng với những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong tháng 10 này, À ơi Food sẽ khai trương một cái siêu thị diện tích rất là lớn nằm ở Đà Nẵng, và trung tâm ở Đà Nẵng là quận Hải Châu. Thì ở đây thì À ơi Food sẽ dành cho cả tất cả những cái sản phẩm Quảng Trị một cái không gian rất là lớn. Và ở không gian này thì khách hàng của Đà Nẵng có thể trải nghiệm được sản phẩm Quảng Trị. Và xa hơn nữa thì À ơi Food muốn mang tất cả cái nông sản Quảng Trị đi dọc cả miền Trung và thậm chí là Đà Nẵng, Hà Nội và Sài Gòn. Thì với những cái cách thức như thế và tạo một không gian như thế, sự liên kết và đoàn kết như thế, thì những cái doanh nghiệp và những sản phẩm Quảng Trị có thể tạo liên kết và tạo được giá trị với khách hàng. Sở Công Thương thì đánh giá rất là cao những cái hoạt động tổ chức Ngày hội Nông sản Quảng Trị như hôm nay. Và ở đây thì lần đầu tiên thì có một cái doanh nghiệp là chủ động để đứng ra làm cái kết nối giữa cái kênh, giữa nhà phân phối với các cái đơn vị cung cấp các cái mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cùng với các phiên chợ, hội chợ trên địa bàn tỉnh được tổ chức cũng như tham gia các hội chợ lớn trên cả nước, thì ngay tại Quảng Trị, việc mở ra một đầu mối liên kết cho sản phẩm địa phương cũng là một kênh quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng trên cả nước, đưa sản phẩm sệt đến gần hơn với người tiêu dùng trên cơ sở những lợi thế cạnh tranh về chất lượng mà các đơn vị sản xuất đã xây dựng trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, vùng đất Cam Lộ xưa nay đã từng có những đặc sản có giá trị như bắp, lạc, hồ tiêu, mật ong, gỗ rừng trồng. Cam Lộ vốn là vùng bản sơn địa, do đó có thể thấy trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện thời. Ngoài giữ lại thế mạnh về cây hồ tiêu, cây lâm nghiệp, còn được bổ sung thêm cây dược liệu. Sản phẩm mang thương hiệu cà gai leo An Xuân đã có mặt trên thị trường với những lợi thế cạnh tranh chính từ vùng nguyên liệu đảm bảo để khẳng định chất lượng của sản phẩm này. Đối với quá trình phát triển cây dược liệu trở thành hàng hóa ở Cam Lộ, tuy là một trong những sản phẩm mới nhưng hiện đã có bước tiến đáng ghi nhận. Nhờ sự mạnh dạn áp dụng hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật đã giúp cho quá trình đi từ thủ công, thử nghiệm đến sản xuất theo công nghệ cao, chế biến sâu, có mặt trên thị trường được rút ngắn đi nhiều. Những năm trước đây, huyện Cam Lộ có chủ trương chuyển đổi đất rừng có độ dốc dưới 15% sang trồng các loài cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.
Gia đình chị Lê Thị Hồng Nhàn có 5 hecta đất rừng tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đang trồng keo lá tràm. Tiếp nhận chủ trương của huyện, gia đình chị Nhàn đã thực hiện chuyển đổi sang trồng cà gai leo. Thực hiện cái nghị quyết 02 và đề án 01 của huyện ủy cũng như ủy ban nhân huyện, thì ủy ban nhân huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ban, huyện phối hợp với ủy ban nhân xã chỉ đạo hướng dẫn bà con chuyển đổi một số cái diện tích cây trồng kém hiệu quả thấp sang trồng những cây có giá trị hơn, cao hơn. Trong đó là đáng chú ý nhất là một số cây dược liệu như cây chè vàng, cây cà gai leo, cây đinh lăng và cây dứa gắn với cái liên kết bao tiêu chế biến, bao tiêu đóng gói và xây dựng thương hiệu và nâng cái giá trị gia tăng trên diện tích từ 5 đến 6 lần. Trong đó đáng chú ý là các cái sản phẩm cây dược liệu như chè vàng và cái cà gai leo đã dần á là đã khẳng định cạnh tranh trên thị trường. Lợi thế đầu tiên để cho ra đời sản phẩm cà gai leo An Xuân đó chính là nguồn nguyên liệu ngay chính tại địa phương mà chủ cơ sở trực tiếp trồng cho đến thu hoạch. Trên diện tích 1 hecta cà gai leo cần tới 100.000 cây giống, riêng chi phí khâu giống đã là 150 triệu đồng. Giống là khâu quyết định đến chất lượng cây trồng, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống phun sương trên diện tích 1.000 m². Nhờ chuẩn bị kỹ càng, áp dụng đúng kỹ thuật, cây giống phát triển rất tốt, lên đẹp. Điều cơ bản là khâu chăm sóc, phân bón hữu cơ, thu hoạch đúng thời vụ nên đảm bảo về nguồn nguyên liệu, đủ về yếu tố dược tính trong sản phẩm. Quan điểm của chúng tôi đó là chất lượng sản phẩm là quyết định cái sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với những cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe thì chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản nhất, đó là cái nguyên liệu đầu vào và cái quy trình chế xuất. Thì vì vậy cho nên là mặc dù là sẽ rất là vất vả so với cái thu mua nguyên liệu bên ngoài, nhưng mà chúng tôi quyết tâm xây dựng cái vùng nguyên liệu của mình theo cái quy trình sạch để đảm bảo được cái dược tính cũng như là đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu sản phẩm sạch trong cái sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ hiện đại để chiết xuất, cho nên sản phẩm của chúng tôi đảm bảo được cái dược tính cũng như cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu năm 2016, gia đình chị Nhàn đầu tư các trang thiết bị lò hơi cấp nhiệt, kèm theo đó là hệ thống nồi chiết, nồi cô chân không 3 lớp bằng inox, buồng sấy bằng nhiệt hơi nhằm đưa sản phẩm thảo dược cà gai leo hoàn thiện đến với người tiêu dùng, gồm thân lá khô, cao sệt, cao bột hòa tan. Do có lợi thế là quy trình trồng, quản lý, chăm sóc, thu hoạch và đưa vào chế xuất ngay, nên cà gai leo đảm bảo độ tươi, giữ được tinh chất, màu sắc đặc trưng, thơm ngon hơn những nơi khác. Với mức giá bán ở thị trường hiện nay là 100.000 đồng 1 kg, thân lá khô đóng gói, 195.000 đồng một hộp cao sệt 100 g, 240.000 đồng một hộp cao bột hòa tan. Mỗi hecta trồng cà gai leo sẽ đạt doanh thu 400 triệu đồng một năm. Sau khi trừ các chi phí, còn lại trên 150 triệu đồng một hecta một năm. Ngoài cái chất lượng sản phẩm bên trong thì cái mẫu mã bên ngoài cũng hết sức là quan trọng, đặc biệt là những cái thông tin để đăng tải trên sản phẩm là phải đảm bảo được cái quy định của nhà nước. Các cái thông tin như thành phần, như công dụng, rồi những cái nội dung mà liên quan đến là cái chất lượng của sản phẩm thì phải đăng tải đúng cái quy định cho phép. Và ngoài ra thì để mà tạo điều kiện cho người dùng truy xuất được cái nguồn gốc sản phẩm thì phải thể hiện rõ cái mã cốt, mã vạch trên sản phẩm. Định kỳ thì sản phẩm phải được là kiểm nghiệm, đăng ký công bố, xác nhận công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và kể cả thương hiệu cà gai leo An Xuân của chúng tôi cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ cái nhãn hiệu là An Xuân. Để sản phẩm kinh tranh trên thị trường, ngoài yếu tố chất lượng và được kiểm định hàng năm, thì công tác kiểm định chất lượng cũng luôn được chú trọng. Trên bao bì cà gai leo An Xuân có thông tin truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm. Sản phẩm đã đoạt giải A sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Cam Lộ, mới đây đã đoạt giải nhì sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, được công nhận top 100 thương hiệu mảnh đất Việt năm 2018. Năm 2019, sản phẩm cà gai leo mang thương hiệu An Xuân cũng đã đạt huy chương vàng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
Điều đó thêm một lần nữa khẳng định sản phẩm có thể khẳng định chỗ đứng trên thị trường hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hàng Việt chinh phục người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn.